Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, trong 40 năm qua, số các đợt thiên tai tăng gấp 3 lần trên toàn cầu, ghi nhận bất thường về tần suất, cường độ, đặc biệt là sự trái quy luật. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các kỷ lục về nắng nóng, mưa lũ đã bị phá vỡ. Các hiện tượng thời tiết bất thường liên tục diễn ra, khiến nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề cả người và tài sản. Năm 2023, năm El Nino, thế nhưng mưa lũ diễn biến ngày càng khốc liệt và bất thường. Cuối tháng 9 vừa qua, hàng trăm mm mưa trút xuống Lào Cai, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An gây ngập úng, sạt lở, lũ quét, lũ ống nghiêm trọng, cướp đi tính mạng và tài sản của người dân. Hoài Đức, Hà Nội, Quỳ Châu, Nghệ An ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ vượt xa giá trị lịch sử được xác lập trước đó. Sang tháng 10, Trung Bộ lại xảy ra đợt mưa lớn kéo dài gần nửa tháng. Lần đầu tiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 4, mức cao nhất cho các tỉnh Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Biến đổi khí hậu nó là làm thay đổi tất cả mọi cái hình thái thời tiết, mọi cái trạng thái thời tiết này luôn, thay đổi các cái quá trình, các cái quy mô, các cái hệ thống hoàn lưu khí quyển và đại dương. Trong xu thế chung của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai khác như bão lũ, nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn cũng diễn biến ngày càng khó lường. Ngay cả Nam Bộ, nơi có thời tiết ôn hòa nhất cũng đối mặt với những thách thức và chịu tổn thương bởi tác động nghiêm trọng của nhiều loại hình thiên tai. Gia tăng cái phát thải khí nhà kính vào khí quyển làm cho cái mất cân bằng bức xạ. Thứ hai là cái tác động mà làm giảm cái khả năng hấp thụ carbon của cái hệ thống khí hậu tự nhiên. Thứ ba tức là cái hoạt động của con người, ví dụ như là thay đổi cái sử dụng đất này, phá vỡ những cái kết cấu địa chất. Dự báo El Nino tiếp tục diễn biến với cường độ mạnh và kéo dài đến cuối mùa xuân, đầu mùa hè năm sau, nên khi cộng hưởng với biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng ảnh hưởng của các loại hình thiên tai tới nước ta. Trước mắt là một mùa đông ấm ở miền Bắc, mưa lũ ở miền Trung và đặc biệt là hạn hán ở Nam Bộ. Bắc Bộ đông năm nay được dự báo là lại vẫn có cái nền nhiệt độ ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Trung Bộ từ nay đến cuối năm bão là ít hơn, chỉ khoảng 1-2 cơn khoảng tháng 11, cũng không loại trừ những cái nguy cơ mà cái mưa lũ cũng đang ở khu vực Trung Bộ. Hành động bây giờ hoặc phải trả đắt trong tương lai. Sự lựa chọn một cuộc sống tốt hơn không chỉ ở chính phủ hay các doanh nghiệp, tổ chức bảo vệ môi trường, mà còn ở chính mỗi người dân, bởi cuộc chiến chống lại thiên tai phải bền bỉ và không ngừng nghỉ.